Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Tô Tô Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu bồn cầu 2 khối và có giá thành rẻ nhất trong dòng bồn cầu Tô Tô. Đó là bồn cầu Tô Tô có mã hiệu là CS300DT3I1. Cái bồn cầu này thì nó có cái chiều dài tổng thân cầu từ trong tường ra đến cái mép cầu là 685. Còn cái bề ngang của cái thùng nước này, bởi vì đây là cái diện tích lớn nhất, là 453. Còn chiều cao từ sàn lên trên đây là 710mm. Thì cái bồn cầu này nó là cái bồn cầu 2 khối nên nó có cái khớp nối giữa đây, đó, giữa thùng nước và cái thân. Và bồn cầu này thì có tâm thoát là 300 và dùng con thọ rời bằng nhựa nha bạn. Cái bồn cầu 300 này á, thì nó có hai cái mã thân cầu và cái thùng nước nó khác nhau. Đầu tiên là chúng ta để ý là cái đây là S300D, còn đây là thùng nước, còn cái thân cầu là C300. Cái bồn cầu này á, thì nó có cái mã hiệu là I1 ở đây nè. Ví dụ cái mã I1 cái này là nó thể hiện là cái bồn cầu nó không có cái van khóa, là cái van giảm áp. Còn nếu mà chúng ta muốn mua cái cầu này mà có cái mã có cái van giảm áp thì chúng ta chọn là CS300DT RT3 các bạn. Và cái cầu này thì ngoài cái thùng nước của cái thân thì cái nắp nó là cái nắp nhựa đóng êm, và cái nắp này có cái mã hiệu là TC385VS. Và ngoài cái bồn cầu này chúng ta có thể kết hợp với những cái nắp dày, nhưng mà thường thì chương trình khuyến mại của Toto thì chỉ có cái mã hiệu CS300DT3I1 là cái dòng 300 này có giá khuyến mại, nên thường khách hàng sẽ xu hướng chọn bồn cầu này và giá thành nó tốt. Còn bồn cầu này thì chúng ta có hai chế độ xả nước, chế độ xả là 4,8 lít và 3 lít. Đây, cái nút nhỏ đây chúng ta ấn là xả 3 lít nè, còn nút lớn là 4,8 lít. Nó tương đối rất là tiết kiệm nước. Và cái bộ xả của cái labo, quên cái bộ cái vùng này thì nó kiểu dáng kiểu như này. Bên đây là xả tiểu nè, xả đại nè. Đó. Thì nó là cái dạng trụ, hình trụ nha bạn. Và cái bồn cầu này tôi quên mất là cái bồn cầu này có xuất xứ là Việt Nam, và toàn bộ cái nắp này cũng xuất xứ Việt Nam các bạn. Thì cái nhược điểm của cái bồn cầu 2 khối của dòng 300 này á, thì tôi thấy là cái nó có một cái nhược điểm là cái ở cái khu vực này nó là không có đầy, nó bị hơi hở cái đoạn này, nên chúng ta nó cũng là vấn đề là giảm giá thành cho cái bồn cầu này ha. Rồi chúng ta quan tâm tiếp đến cái vấn đề xả nước của trong cái lòng của nó. Thì cái bồn cầu này á, thì ở trên tôi kiểm tra đây thì nó có các lỗ nhỏ để chúng ta để nó xả nước xuống. Và đây là chế độ xả thẳng nha các bạn. Nó xả thẳng. Và xả thẳng thì nó nước rất là mạnh, giúp cho đẩy chất bẩn bẩn đi nhanh hơn. Và ngoài ra thì cái con thọ của cái bồn cầu này á, thì ở trong đây nó được tráng mà một lớp men ở trong đây, nhưng mà nguyên con thọ ở đây đến cái ống thoát là đều có tráng men trong đây, giúp là ngăn chặn là bám vết bẩn ở trong lòng cái con thọ này. Đó. Thì sản phẩm này hiện tại là đang được trưng bày ở đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng link, hoặc là click vào trang tdm.vn để xem giá khuyến mại cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn.